a ballet performed to the strains of Western classical music, yet set against the stage background of northern Vietnam with its straw mats, bamboo screens, paper fans, and bamboo fishing traps. Từ cái nơm mà tưởng như rất là thân thuộc, rất là thô sơ của người dân Việt Nam. Khán giả sẽ ngạc nhiên khi bỗng một lúc cái nơm cá đã trở thành những chiếc váy rất là điệu, rất là duyên dáng, hay là sẽ trở thành những cái mũ hoặc là những cái cửa sổ mà tiếng chim hót của mùa xuân được điệu vợi ở trong cái phần chúng tôi biến tấu. Go beyond costumes and props. Every movement is carefully choreographed to seamlessly blend Eastern and Western cultural elements. The dancers' feet perform ballet steps, while their hands embody Vietnamese cultural symbols. Cái tay ví dụ là tay thứ 1 của ballet, tay thứ 2 của ballet, tay thứ 3, tay duỗi thẳng của arabesque là bất di bất dịch và không được thay đổi. Thì với cái không gian của gió và có màu sắc của mùa Việt Nam thì Tụi Khải dựa trên những biểu tượng văn hóa Việt. Ví dụ đây là hoa sen, ví dụ tách bông hoa sen thì đây là những cái cánh, tiếp tục chuyển sang một cái hình khác, ví dụ đây là con chim, nhưng chuyển sang một cái hình khác thì Tụi Khải lái giữa cái bông hoa sen và cái cánh nó mở, một những cái hình ảnh của rất là Á Đông. The ballet is set to the classic Four Seasons suite by Italian composer Vivaldi more than 300 years ago. However, the performance does not follow the original chronological order of the Four Seasons, instead beginning with winter, autumn, summer, and finally comes the spring. This unconventional sequencing serves to narrate a story with the Vietnamese people at its heart. Nó chính là kể câu chuyện về 4 mùa mà con người Việt Nam mình đang sinh sống ở đó. Trong đó sẽ phải đối mặt với gió bão, đối mặt với cơn gió hoang vu, với những cơn bão, đối với những cơn lốc. Và đến cuối cùng là một cơn gió mơn man của mùa xuân, của cái quạt, của tươi mới, đó là sự hy vọng, đấy chính là ý chí của con người. Hình tượng cái nơm như là những cái chiếc quạt cũng là cái tâm tư tình cảm của cái người Việt Nam. Do vậy là mình muốn cái màu sắc văn hóa của Việt Nam được truyền tải, sử dụng cái ngôn ngữ múa ballet cổ điển cũng như âm nhạc phương Tây để thể hiện được cái con người Việt Nam, thì đấy là cái sự kết hợp mà mình nghĩ là sẽ đến gần hơn với khán giả. The Ballet Zo is a synthesis of European classical music and imageries and stories from Vietnamese culture, expressed with the artistic language of contemporary ballet. Through this fusion, the team hopes to introduce the unique features of two cultures to a wider audience. Bên cạnh cái nhiệm vụ là phải bảo tồn, phát huy những cái giá trị văn hóa cổ điển, truyền thống, thì bọn mình còn có một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải cập nhật thời đại, phải sử dụng những cái giá trị truyền thống đó vào những cái phát triển có thể đến được với giới trẻ, vẫn có thể làm cho nó sống với thời gian bằng những cái cách làm mới, những cái bộ mặt mới. Đây là một vở diễn mang tinh thần của Việt Nam rất là rõ, nhưng đâu đó mọi người lại nhìn thấy rằng trên một cái nền nhạc châu Âu, quan trọng nhất là cái sự hòa quyện với nhau rất là đều đặn và rất là nhuần nhuyễn. Chúng tôi nghĩ rằng cái văn hóa của Việt Nam nó chính là cầu nối để nghệ thuật của châu Âu, văn hóa của châu Âu tiếp cận gần hơn với nhân dân và với tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. The performance has left a profound impression on audiences both domestically and internationally. I think the performance was outstanding. The performers were all Vietnamese, so it gives a Vietnamese touch to it. But the music, as you know, is from Vivaldi, an Italian composer. It was a good combination of the two. Đây là lần đầu tiên mình được xem một vở ballet mà mình thấy rất là hoành tráng. Các diễn viên nữ họ mặc cái nơm như kiểu là cái váy xòe và họ biểu diễn ở trên sân khấu kết hợp cùng với âm nhạc là mình rất là ấn tượng. Narrating the story of the Vietnamese people through the artistic language of Europe, this creative endeavor received thunderous applause that lasted for nearly 10 minutes at Hanoi Opera House. This demonstrates that the intimate, delicate beauty imbued with the Vietnamese culture can indeed interact with Western ballet and classical music.